Vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tuyên dương danh hiệu học sinh ba rèn luyện cấp trung ương năm học 2016-2017. 8 điển hình được tuyên dương là học sinh đang theo học tại các trường cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp trên toàn quốc. Đây là những đại diện tiêu biểu nhất của cả nước trong các hoạt động rèn luyện cũng như tham gia tích cực các hoạt động tại cơ sở đoàn hội. Các gương tiêu biểu được bình chọn từ các cấp cơ sở đoàn với những tiêu chuẩn chặt chẽ về đạo đức tác phong, rèn luyện tay nghề, rèn luyện kỹ năng thể lực. Phong trào học sinh ba rèn luyện được triển khai trong học sinh khối giáo dục nghề nghiệp với 3 nội dung: rèn luyện đạo đức tác phong, nâng cao kiến thức, rèn luyện tay nghề, rèn luyện kỹ năng thái độ nghề nghiệp. Phong trào được triển khai rộng khắp và trở thành động lực để học sinh phấn đấu rèn luyện. Thông qua phong trào góp phần tạo môi trường để học sinh tích cực học tập rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của các trường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố và đất nước, đồng thời góp phần định hướng nghề nghiệp cho học sinh về lập thân lập nghiệp trong tương lai. Dịp này, tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã diễn ra ngày hội học sinh ba rèn luyện thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 với nhiều hoạt động sôi nổi thú vị, nhằm tiếp tục tạo môi trường rèn luyện kiến thức, kỹ năng, thể lực và giao lưu giữa các học sinh trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề đang học tập tại các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tại thành phố.